Cần Thơ. Bác sĩ Hưởng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thưa bác sĩ Hưởng, đối với tình trạng tiểu dầm thì thường là xảy ra ở trẻ độ tuổi nào và có nguyên nhân từ đâu ạ? Tiểu dầm thì là một cái trường hợp mà đứa trẻ nó đi tiểu khi mình đang ngủ. Tiểu dầm thì có thể là thỉnh thoảng xảy ra, hay là nó cũng có thể là xảy ra ở mỗi đêm. Rồi, nói chung thì tiểu dầm ở trẻ dưới 5 tuổi thì không phải là cái điều mà mình đáng lo ngại. Tại vì cái thời điểm, cái giai đoạn đó là cái lúc mà cái trẻ nó đang cái hoàn thiện cái kiểm soát cái bàng quang. Thành ra là mình không đáng lo ngại. Nhưng mà khi trẻ trên 5 tuổi mà vẫn đái dầm thì mình cần đưa đến bác sĩ khám để tìm nguyên nhân. Và cái tiểu dầm này thì thường nó giảm theo tức là giảm theo cái độ tuổi mà nó tăng dần. Tức là nếu mà trẻ ở dưới 2 tuổi thì khoảng 82% là có tiểu dầm. Nhưng mà nếu trẻ khi được 4 tuổi thì nó chỉ còn khoảng 26% thôi. Và khi mà trẻ mà trên 10 tuổi thì chỉ có 3% là trẻ tiểu dầm. Và cái nguyên nhân mà tiểu dầm thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nó thường là những cái nguyên nhân thường gặp. Ví dụ như là nếu như mà có cha mẹ đó mà bị tiểu dầm á, thì cũng khoảng 75% trẻ là sẽ có tiểu dầm. Khi mà cái giấc ngủ nó không sâu, nó có hay bị rối loạn giấc ngủ á, thì cũng có thể là nó sẽ gây tiểu dầm. Và ở cái trẻ mà nó chậm phát triển cái hệ thần kinh trung ương thì nó cũng có thể gây tiểu dầm. Trẻ cũng có thể bị tiểu dầm do cái bệnh lý mà về thận hoặc cái bệnh lý về đường tiết niệu, cũng như là nó sẽ bị tiểu dầm khi mà nó nhiễm cái ký sinh trùng đường ruột hay là bị mắc bệnh táo bón chẳng hạn. Và nếu tình trạng tiểu dầm này mà kéo dài thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với trẻ mắc tình trạng này thưa bác sĩ Hưởng? Nếu mà tiểu dầm thì thực ra thì nó không phải là cái bệnh lý mà nghiêm trọng. Nó không có gây nguy hại nhiều tới tính mạng trẻ, nhưng mà nó lại khiến gặp trẻ gặp khó khăn trong cái giao tiếp xã hội, hay là có thể dẫn tới cái sự căng thẳng trong cái gia đình của trẻ. Khi mà trẻ mắc cái chứng bệnh này thì đa số là trẻ sẽ nghĩ mình là có một cái tội lỗi nào đó, hay là có một cái gì đó bất thường mà nó của bản thân thì nó sẽ gây ra cái tiểu dầm. Thì tức là cái tâm lý là chính. Và ngoài ra thì có thể trẻ bị viêm nhiễm da ở vùng bộ phận sinh dục, nhất là trẻ mà hay cái mặt cái tả ở ban đêm khi ngủ thì khi mà tiểu ra thì nước tiểu nó sẽ gây ra cái viêm nhiễm ngoài da ở vùng đó. Và khi mà con trẻ gặp tình trạng tiểu dầm thì cha mẹ, các bậc phụ huynh cần phải xử trí như thế nào thưa bác sĩ Hưởng? Thì thực ra cái tiểu dầm thì thường tự hết mà không cần điều trị gì. Nhưng mà khoảng 80% số trẻ thì nó sẽ hết khi mà nó lớn lên. Nhưng mà cái bậc cha mẹ mình vẫn cần lưu ý. Tức là khi mà trẻ tiểu dầm thì mình không lên la mắng trẻ để trẻ bị căng thẳng hoặc là lo lắng quá mức. Hoặc là khi trẻ tiểu dầm thì cái người lớn phải biết hướng dẫn trẻ đi vệ sinh, cách đi vệ sinh để trẻ có thể tự đi được. Hoặc là buổi tối trước khi ngủ thì phải nhắc trẻ đi tiểu rồi mới đi ngủ. Nếu mà trẻ mà hay tiểu dầm vào một cái thời điểm mà xác định, ví dụ như là 3 giờ sáng thì trẻ tiểu chẳng hạn, thì như vậy thì cha mẹ nên đặt một cái đồng hồ báo thức, rồi báo thức cho trẻ trước ở cái giờ mà trẻ thường đi tiểu dầm đó. Thì ví dụ như là 3 giờ thì mình đặt cái đồng hồ là 2:30 cho vậy trẻ đi tiểu thì sẽ cũng tránh được tình trạng tiểu dầm. Ngoài ra thì buổi tối thì trước khi trẻ đi ngủ thì không nên cho trẻ uống nhiều nước, cũng như là không cho trẻ uống những cái loại nước mà nó gây lại tiểu. Ví dụ như là cái nước rau bắp chẳng hạn, ví dụ vậy, hay là cho nên uống nước ngọt, nước có ga chẳng hạn, thì cũng gây cho trẻ dễ đi tiểu ban đêm. Ngoài ra thì cũng cần chú ý là phải sổ dung cho trẻ, cũng như là điều trị cái táo bón nếu mà trẻ có. Thì ngoài ra thì khi một trên một cái trẻ tiểu dầm thì cha mẹ cũng phải biết là cái thời điểm, cái giai đoạn nào thì mình phải đưa trẻ đi khám. Đó là khi mà trên 5 tuổi mà trẻ vẫn tiểu dầm vào ban đêm thì cũng nên đi khám để tìm nguyên nhân, và từ đó thì có những cái hướng điều trị thích hợp nếu mà đó là do bệnh lý. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hưởng. Và đến đây thì